Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Anh chị em thân mến, hôm nay 24 tháng 5, Chúa Nhật thứ Bảy mùa Phục Sinh, mừng lễ Chúa Thăng Thiên. 26 tháng 5, thứ Ba trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh, Kính Thánh Philip Neri, Linh Mục. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em và chào đón tất cả mọi người đến dâng thánh lễ Chúa Nhật, Chúa Thăng Thiên hay Chúa Về Trời. Mừng lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta được mời gọi suy niệm về mầu nhiệm nước trời là quê hương vĩnh cửu của mỗi một người chúng ta. Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta một quê hương thật là tuyệt vời trong tình yêu của Chúa, và Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta rằng Thầy đi để chuẩn bị chỗ cho anh em, và khi đã chuẩn bị chỗ xong, Thầy lại đón anh em trở về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng được ở đó với Thầy. Cái niềm hân hoan của chúng ta là có một quê hương vĩnh cửu, tốt đẹp, hạnh phúc vô cùng. Chúng ta tạ ơn Chúa và dâng thánh lễ này cầu nguyện cho tất cả mỗi một người chúng ta, cho các linh hồn được về hưởng tôn nhan của Thiên Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây xin kính mời quý ông bà, anh chị em, chúng ta cùng dục lòng thống hối để xin Chúa thứ tha tội lỗi, thánh tẩy tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến làm người để chia sẻ với cuộc sống của chúng con và dẫn đưa chúng con về với Chúa Cha trên trời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa tiếp tục nuôi dưỡng chúng con bằng lời Chúa và bằng Thánh Thể trên đường lữ thứ về quê cha. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa về trời để ban Chúa Thánh Thần giúp chúng con sống ơn gọi của chúng con nên thánh. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh
vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con là Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là Thiên Chúa Cha. Tội trần gian xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ. Vì hôm nay con một Chúa đã lên trời vinh hiển, là thủ lãnh người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của Người, nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trí cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy cho đến ngày Người lên trời. Sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống. Với nhiều bằng chứng, Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng, lạy Thầy,
Có phải đã đến lúc thầy khôi phục nước Israel chăng? Ngươi bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà cha đã ấn định do quyền bính ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên nhân chứng cho thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đứng vừa lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca, xin mời cộng đoàn cùng hát. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết người.
xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi, thế nào là sự phong phú, gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của người đối với chúng ta. Là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quảng thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh, là thân thể Ngài và là sự sung mãn của Đấng Chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa phán, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúa Giêsu thăng thiên, hay còn gọi là Chúa Giêsu về trời, là một huyền nhiệm đối với chúng ta, và cũng là một thực tại đối với nhân loại. Huyền nhiệm bởi vì chúng ta không có hiểu được Chúa Giêsu lên trời bằng cách nào. Nhưng thực tại thực tế bởi vì việc Chúa Giêsu lên trời đã được sách Công vụ Tông đồ kể lại một cách rất là ngoạn mục. Trước sự chứng kiến của các tông đồ, sau khi sai các tông đồ ra đi rao giảng và làm phép rửa, Chúa Giêsu được cất nhắc lên trời trước sự chứng kiến của các ông. Thật là ngoạn mục nếu chúng ta ở đó. Hoặc là thật là ngoạn mục nếu hôm đó các tông đồ có những cái máy quay phim như thế này, hay là máy chụp hình để ghi lại cái đoạn phim mà Chúa lên trời, hay là chụp lại những cái ảnh mà Chúa về trời, thì thật là tuyệt vời. Lúc đó nếu như có Cha Thiên ở đó thì sẽ cháy máy. Bởi vì một cái chuyện mà nằm ngoài cái trí tưởng tượng của con người, nhưng mà là một cái thực tế. Chúa được các tông đồ chứng kiến cái việc đó và được ghi lại một cách rõ ràng trong sách Công vụ Tông đồ chương 1. Vậy thì hôm nay khi chúng ta mừng Chúa về trời,
Chúng ta được mời gọi suy niệm một vài ý tưởng sau đây. Thứ nhất, Chúa về trời báo cho chúng ta biết là cuộc sống của chúng ta lớn hơn cuộc sống thực tại ở trần gian này. Cuộc sống của chúng ta không chỉ giới hạn lại cái cuộc sống ở trần gian này mà thôi, nhưng còn được tiếp diễn vào đời sống vĩnh cửu. Đó là một cái nhận thức rất là quan trọng trong đời sống đức tin. Bởi vì cuộc sống thường nhật của chúng ta, mấy khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang còn bước về cái cuộc sống tương lai vĩnh cửu, hiếm lắm. Chúng ta chỉ nghĩ cuộc sống hiện tại của chúng ta không là đủ mệt rồi. Vậy mà Chúa báo cho chúng ta biết là cuộc sống của chúng ta ngay hôm nay đã có sự sống vĩnh cửu. Và mỗi ngày chúng ta bước gần về đời sống vĩnh cửu đó hơn một chút. Chúa Giêsu nói rõ với các tông đồ và nói với chúng ta biết rằng không ai đã lên trời ngoại trừ con người từ trời xuống. Nói cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã đến để nói điều đó. Cái điều thứ hai giúp cho chúng ta suy niệm hôm nay, đó là Chúa Giêsu về trời là về với Chúa Cha. Chúng ta nhớ cái sự kiện bà Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm và được tin mừng của Thánh Gioan kể lại rất là tỉ mỉ. Khi không thấy và trên đường đi về thì bà gặp Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói cho bà biết là hãy về báo cho anh em của thầy đi về Galilee để gặp thầy, bởi vì thầy sẽ về với Thiên Chúa, là Chúa của thầy cũng là Chúa của anh em, là Cha của thầy cũng là Cha của anh em. Chúa của thầy là Chúa của anh em và Cha của thầy là Cha của anh em. Chúng ta được ở trong Thiên Chúa thì không có một lý do gì làm cho chúng ta phải ngại ngùng hay sợ hãi. Ngay cả sự chết, ngay cả hóa ngục cũng không có làm cho chúng ta phải nao núng nữa, bởi vì chúng ta biết là chúng ta có người Cha là Chúa của trời đất này. Và Chúa Giêsu còn nói rằng trong nhà Cha thầy có nhiều chỗ ở lắm. Chúng ta cứ tưởng tượng giống như là khách sạn 5 sao nhỉ? Nhưng mà nó phải tốt gấp nhiều nhiều lần, bởi vì cái chỗ của Thiên Chúa không phải là một cái nơi chốn, mà là một cái tình yêu thương tuyệt đối tuyệt vời ngoài cái trí tưởng tượng của con người chúng ta. Cho nên nhiều chỗ có nghĩa rằng là tất cả chúng ta, cho dù là những người tội lỗi hay là người công chính, người đạo đức hay là ít đạo đức, đều có chỗ hết. Không cần phải lo lắng lắm, bởi vì chúng ta có chỗ rồi. Và Chúa Giêsu còn nói rằng là thầy đi để dọn cái chỗ đó cho anh em. Có một cái câu chuyện như thế này. Có hai em bé song sinh đang ở trong bụng mẹ, thì cái đứa em gái nó mới nói với anh của nó trong bụng ấy: anh à, em tin là một ngày nào đó anh em mình sẽ được sinh ra trong một cái thế giới khác. Nơi đó chúng ta sẽ có cha, có mẹ, có anh em, có nhiều người xung quanh chúng ta. Và chúng ta có thể chạy, có thể chơi, không có bị hạn chế. Người anh nói là đừng nói tầm xàm nữa, ở đây là đủ lắm rồi, ở trong lòng mẹ như thế này là sung sướng lắm rồi. Anh có em và em có anh, chúng ta không cần phải lo lắng gì hết. Người em mới nói thêm: anh à, và cái thế giới bên kia đấy, chúng ta được yêu thương, được bồng, được ẵm, được hôn, được cho ăn,
sung sướng lắm. Người anh nói, ở đây như thế này mà em còn mơ cái gì nữa, chúng ta đâu có cần phải làm gì đâu, mà sống ấm cúng như thế này. Có nhiều lúc cái tâm trạng của chúng ta cũng giống như người anh vậy, không cần nghĩ tới ngày mai ngày hay là thế giới bên kia. Nhưng mà thế giới bên kia là một cái hiện, là một cái sự thật. Cho dù có nghĩ tới hay không thì vẫn là một cái sự thật. Chúa Giêsu nói, thầy đi dọn chỗ cho anh em. Và khi thầy đã dọn chỗ xong, thầy sẽ quay trở về để đón anh em đến với thầy, để thầy ở đâu anh em được ở đó với thầy. Không phải việc Chúa Giêsu ra đi là giống như là chúng ta gửi con cái hay người thân trong gia đình đi vượt biên, rồi một ngày nào đó chúng ta bắt đầu bảo lãnh rồi đoàn tụ. Khác xa lắm. Chúa Giêsu đi rồi Chúa Giêsu trở lại, đích thân Ngài trở lại để đón chúng ta. Còn mà việc đoàn tụ thì chúng ta phải lo, nào là hộ chiếu, nào là thị thực, rồi nào là vé, rồi các thủ tục đủ thứ chuyện hết. Không, Chúa Giêsu là đấng lo hết, chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều. Ngài sẽ đón, đích danh Ngài sẽ đến để đón chúng ta. Và Chúa Giêsu cuối cùng có nói một câu như thế này: thầy đi thì có lợi cho anh em. Tại sao? Chúa Giêsu nói nếu mà thầy không đi thì đấng bảo hộ sẽ không tới, tức là Chúa Thánh Thần sẽ không tới. Khi thầy ra đi thì Thiên Chúa sẽ trao ban cho chúng con đấng bảo trợ, và đấng bảo trợ đó sẽ đến để đem, để bảo, để làm chứng về sự thật và dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Chúng ta thấy các tông đồ không trưởng thành về đức tin khi Chúa Giêsu còn ở với các ngài. Nhưng sau khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần thì lúc đó các ngài mới trở thành nhân chứng đích thực của Chúa Kitô phục sinh. Lúc đó các ngài mới có đủ cái sự can đảm và lòng kiên nhẫn để làm chứng cho tin mừng nước trời. Cho nên Chúa Giêsu ra đi là có lợi cho hội thánh, có lợi cho mỗi một người chúng ta, bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta, giúp cho chúng ta vững mạnh trên đường tiến về quê trời. Và cái chuyện mà đi về quê trời đó là một cái sự lựa chọn của chúng ta. Có một cái câu chuyện như thế này. Có một chàng thanh niên kia, con của một triệu phú, tới lúc mà mừng sinh nhật 18 tuổi thì anh mới nói là: bố ơi, con muốn một chiếc xe thể thao. Vậy là bố mua cho một chiếc xe thể thao đẹp lắm. Và vào ngày sinh nhật 18 tuổi, anh này mới tổ chức một cái buổi tiệc với bạn bè. Và trên đường đi về, cái xe mới con chạy sướng quá, anh tăng tốc lên và không may anh gặp tai nạn, anh chết. Thì đang còn đi về như thế, thấy mình bỗng dưng gặp Thánh Phêrô. Thánh Phêrô nói: ủa, anh đi đâu đây? Nói: con không biết, con đi ăn sinh nhật của con về mà bỗng dưng con thấy con ở đây. Nói: thế à? Trong danh sách chưa, ngày hôm nay chưa phải là ngày của con. Nhưng mà thôi, vì con ở đây rồi thì cho con lựa chọn, bởi vì con cũng chưa làm nên công trạng gì ở thế gian hết, cho nên cho con lựa chọn. Một là con ở thiên đàng, hai là con chọn đi hỏa ngục. Vậy là anh mới nói: thôi vậy thì cho con lên thiên đàng con coi như thế nào. Đi lên thiên đàng thì thấy tất cả các thiên thần, các thánh nơi đây nơi kia đều hát, hát cái bài là vinh danh Thiên Chúa. Đi đâu cũng thấy như thế, mọi người bình an. Và cứ nghe tiếng hát thôi. Anh mới thấy chán, quanh ra là: thưa Thánh Phêrô, cho con xuống dưới kia con coi cái như thế nào được không. Đi xuống thì anh chưa tới, còn đứng đằng xa là anh nghe tiếng nhạc, rồi nghe nhạc pop, rồi đủ nhạc rock, rồi đủ thứ chuyện hết. Và đi vào mở cửa ra thì quả là một cái buổi tiệc tuyệt hảo, còn lớn hơn là cái buổi tiệc mừng sinh nhật của anh lúc 18 tuổi. Anh mừng quá, anh nói:
con chọn rồi. Thánh Phêrô nói, anh thật không? Anh đi về đâu? Con chọn ở lại đây. Nói rồi, cái lựa chọn này là không có được đổi ý đâu đó. Nó chắc chắn con chọn ở đây mà. Thánh Phêrô nói, vậy thì theo như ý của con thì con chọn con ở lại. Vậy là Thánh Phêrô bước ra đi. Lúc đó cái cánh cửa mới đóng lại. Và anh, trước mặt anh là Lucifer với tất cả đạo binh của nó đem ra để bắt đầu hành xử anh. Anh nói, xin Lucifer dừng lại, bởi vì hồi nãy con thấy khác mà bây giờ khác, sao khác như thế này? Lucifer nói, hồi nãy chỉ là quảng cáo thôi, bây giờ mới là thật. Nước trời không có quảng cáo, nhưng hỏa ngục có nhiều quảng cáo. Chúng ta cẩn thận lúc lựa chọn. Mà chúng ta đã được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta nước trời rồi, chúng ta bình tâm, an tâm, vững dạ để đồng hành cùng nhau tiến về quê trời của chúng ta, nơi Đức Kitô đang hiển trị cùng với Chúa Cha và tất cả các thánh. Amen. Trong tâm tình đó, giờ đây xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, một Cha nhân từ dựng lên trời đất muôn loài, và ngôi hai là con một Chúa Cha, nhờ Thánh Linh bởi lòng đồng trinh Maria mà xuống thế làm người. Người chịu khổ hình, chịu đóng đinh để cứu nhân loại. Người chịu chết và chịu tan trong mồ. Tới ngày thứ ba người lại phục sinh và lên trời hiển vinh. Ngày tân thế lại xuống phán xem kẻ giữ người lời. Tôi tin kính Thánh Linh là Thiên Chúa ngôi ba. Thánh Thiên vững bền. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác mọi người sẽ sống lại. Tôi tin một cuộc sống đời đời. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha, nhưng người đã như người đã hứa, chúng ta sẽ được tham dự vào vinh quang của người. Giờ đây chúng ta dâng lời cầu nguyện, xin Chúa Cha ban cho chúng ta ơn cứu độ và cuộc sống bất diệt. Chúa Giêsu về trời, người hoàn toàn sứ mạng Chúa Cha đã trao phó và mang lại cho nhân loại niềm hy vọng về mục đích mai sau. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để sống công chính và thánh thiện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao phó cho các môn đệ sứ mạng tiếp tục công trình cứu độ của Chúa ở trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các đức giám mục, các linh mục và hết thảy mọi người đang góp phần mang ơn cứu độ của Chúa đến cho anh chị em bằng lời nói và việc làm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta trong bí tích thánh thể. Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng ta, cách riêng cho các bậc cha mẹ,
để họ trao lại cho con cháu hồng ân đức tin mà họ đã lãnh nhận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho những ai đang đau khổ vì bị bắt hại, mất tự do, bệnh tật và cô đơn, xin Chúa ban cho họ ơn an ủi, nâng đỡ. Xin Chúa cũng an ủi những bệnh nhân do đại dịch gây nên và ban ơn chữa lành cho họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha, xin khơi dậy lòng nhiệt thành nơi tâm hồn và sức mạnh trong ước muốn của chúng con, để chúng con can đảm làm chứng cho tình yêu của Cha và dẫn đưa anh chị em tới gặp Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật và tất cả những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mua ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển. Chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng với Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vinh vua vinh hiển, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thăm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yêu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của người, tin tưởng được theo người đến nơi mà chính người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và quyền thần
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thứ cây sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Con tin sư Chúa đã chết đi. Con tin sư Ngài đã sống lại trong vinh quang, mai Ngài lại đến đón chúng con lên trời về với Chúa Cha. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phêrô chúng con, toàn thể hàng giáo sĩ, tu sĩ và tất cả gia đình của Chúa. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn thánh sạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại
và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoá thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta cùng chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng. Lạy tri ân Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể
con yêu Chúa trên hết mọi sự, và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể, xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa, là nơi Đức Kitô vị thủ lãnh của chúng con đang hiện trì, người hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc ông bà anh chị em lên đường bình an. Tạ ơn Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.